lên tháo ra cho họ đó hoa sau là đâu chơi về nhà máy tiêu lên. Rồi hai anh em mình tới chợ Bạc Liêu anh em, ghé ăn cơm ra mình chạy ra mình giao cho ông anh mình ở nhà mát. Tới chợ Bạc Liêu. Rồi tới chỗ giao cho anh ở nhà mát. Đâu giật máy em coi coi. Dạ. Rồi xô cho nó gặp được chứ. Bắt bên ông anh Tư ơi.